Jisoo Blackpink nên duyên cùng Park Seo-joon trong bom tấn mới, dàn cast toàn siêu sao. Cư dân mạng đang rần rần trước một siêu phẩm bom tấn được cho là có sự tham gia của Jisoo và Park Seo-joon. Mới đây, mạng xã hội được dịp dậy sóng trước tin đồn nữ thần Jisoo Blackpink sẽ tham gia vào dự án siêu khủng mang tên Perfect Admirer. Bên cạnh nam thần Park Seo-joon, nếu như thông tin này được xác nhận thì Perfect Admirer sẽ là tự phim tiếp theo mà nữ idol tham gia sau cú sốc Snowdrop. Dù nội dung phim vẫn chưa được đề cập đến nhưng có thể đây sẽ là bộ phim thuộc thể loại tình cảm xen lẫn hành động. Đáng chú ý nhất, dàn diễn viên của tựa phim này mới là điều khiến khán giả phát cuồng nhất, bởi lẽ không chỉ có cặp đôi nam thần mỹ nữ là Park Seo-joon, Jisoo mà dự án này còn có sự đổ bộ của Shimin-a, Kang So-ra, Lee Sung-kyun, Lee Jung-mi và Park Hoon-seo. Vừa nghe qua đã thấy sức nóng của tựa phim này, nếu thành sự thật thì dự án này chắc chắn sẽ là một bom tấn đáng gờm. Hiện tại Park Seo-joon đang có một dự án điện ảnh đáng trông đợi mang tên Dream, hợp tác cùng IU. Sau suốt 2 năm sản xuất, Dream đã chính thức đóng máy cách đây không lâu và sẵn sàng ra mắt công chúng. Dream là bộ phim của những giấc mơ tuổi trẻ, cũng là cột mốc đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của hai ngôi sao đình đám xứ Kim Chi, IU và Park Seo-joon. Bộ phim kể về những nỗ lực của một đội bóng vô danh cố gắng tham dự Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên dành cho người vô gia cư. Jun Hong-dae, Park Seo-joon thủ vai, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng không may bị dính kỷ luật sau khi gây nên một số sự cố nghiêm trọng. Anh bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá cho đội bóng trẻ kia. Dù ban đầu đầy những khó khăn, nản chí và thậm chí cả sự chán chường bất mãn, nhưng dần dà anh học được cách trở thành một thủ lĩnh thực thụ, có lòng tin và chân thành với đồng đội của mình. Nữ nhân vật chính Lee So-min, IU thủ vai, là người chịu trách nhiệm bộ phim tài liệu về đội bóng của Hongdae. Cô nàng có ước mơ sẽ có được thành công nhờ bộ phim lần này. Tiếp xúc và theo dõi đội bóng lâu, Lee So-min dần được cảm hóa bởi nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần đồng đội và lòng đầy quyết tâm của họ. Cô nảy sinh tình cảm với đội bóng, với anh chàng huấn luyện viên điển trai và gửi tình cảm từ sâu đáy lòng ấy vào tác phẩm tâm huyết của mình. Ngoài hai nhân vật chính, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng như Kim Jong-soo, Go Chan-sook, Jung Seon-gil, Lee Hoon-gu, Jang Hui-min, Hong Won-pyo, Heo Jun-suk và Lee Han-i. Họ cùng nhau thể hiện hết mình để tạo nên một Dream chạm được tới trái tim của khán giả. Khởi quay từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 4 năm nay, bộ phim mới chính thức được đóng máy. Đặc biệt, bộ phim có nhiều cảnh quay tại Hungary nhưng lại không thể đến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, bởi vậy nên mới bị trì hoãn đến năm 2022. Đạo diễn Lee Byung-hun cho biết, bao gồm cả quá trình quay ở nước ngoài, bộ phim thực sự được tạo ra bởi những nỗ lực tuyệt vời trong thời gian dài. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về các diễn viên và nhân viên đã luôn cố gắng trong quá trình này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc hậu kỳ để truyền tải thành công thông điệp của tác phẩm đến công chúng. Hai diễn viên chính cũng không nén nỗi niềm chờ mong khi dự án này kết thúc. Trong buổi quay cuối cùng, Park Seo-joon chia sẻ, chuyến hành trình dài Dream cuối cùng cũng kết thúc. Thật lòng tôi có chút buồn khi phải chia tay những người đã gắn bó cùng mình suốt 2 năm. Tôi rất cảm ơn vì tất cả chúng tôi đã có thể hoàn thành công việc này. Mong rằng khán giả sẽ dành nhiều tình cảm cho tác phẩm. IU cũng có đôi lời tâm sự về dự án này. Đây là lần đầu tiên tôi đóng một bộ phim lâu như vậy. Tôi sẽ nhớ bộ phim này rất lâu vì nó đã tạo cho tôi thật nhiều kỷ niệm. Trong vai So-min, tôi cảm thấy chính mình trở nên tươi sáng và vô tư. Tôi hy vọng khán giả sẽ cười thật nhiều và cảm nhận được những ấm áp của nó. Dream là bộ phim được sản xuất bởi đạo diễn Lee Byung-hun, người đứng sau thành công của bom tấn phi vụ bá đạo và phim truyền hình Mellow in My Nature, đài GTBC. Hơn thế, đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên IU góp mặt, chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm mới lạ cho cả diễn viên lẫn khán giả. Bộ phim hiện đang tiến hành hậu kỳ và sẽ sớm ra mắt tại rạp, hứa hẹn không phụ sự mong chờ của người hâm mộ.